Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay Lâm đang có mặt ở quận Gò Vấp. Đây là chợ Hạnh Thông Tây. Đây là chợ đêm tự phát, bán quần áo, mắt kiến, các loại nhi nịch, bóp da, túi sách, nhân dân, bán buổi tối tại chợ Gò Vấp nha các bạn. Chợ này bán rất là nhiều, rất là đông, khách tha hồ trả giá luôn. Tuy nhiên là Lâm quay lúc này là trời vào ban đêm rồi. Bây giờ ở Việt Nam là khoảng 8 giờ hơn rồi, cho nên là hơi tối. Với lại ở cái chợ này mà Lâm không có giữ xe được vì Lâm không full này, parking lot full này, cho nên Lâm chỉ ngồi trên xe rồi Lâm cầm quay cho các bạn xem một vòng thôi nha. Rồi các bạn vừa khó qua xem giùm mình nha. Đây tấp nập người mua kẻ bán, chào mời nhiệt tình quá các bạn ơi. Trời đủ số luôn. Hàng hả? Hả? 2100. Đen bóng luôn á nha. Thank you.
bản mà Intel đậm đặc đó, mà màu đen bóng đó. Công nhận khu vực chợ này kiếm chỗ để mà giữ xe rất là cực. Lâm đang đứng chờ đợi mà người ta thoát ra để mà Lâm nhét xe vô, nhưng mà vẫn không có. Bây giờ buộc lòng Lâm phải leo lên xe và chạy tiếp thôi. Yes, sir.